Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và điểm chung của hai nhân vật có tâm, có tầm của Việt Nam. Quan chức cấp cao hay người giàu có thì Việt Nam có nhiều, nhưng không phải ai cũng nổi tiếng và được nhắc đến với sự ngưỡng mộ và yêu mến như tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Hãy cùng điểm qua 5 điểm chung của hai nhân vật có tâm, có tầm này trong video sau nhé! 1. Xuất thân nghèo khó. Một trong những câu nói nổi tiếng nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thể sẽ khiến bạn bất ngờ. Lúc nhỏ, giấc mơ của tôi không hề lớn, tôi chỉ muốn giúp đỡ gia đình. Ông xuất thân từ gia đình có bố là quân nhân, mẹ bán trà rong trên phố trong thời bao cấp thiếu thốn. Còn Phó Chủ tịch Vũ Đức Đam thậm chí còn có gia cảnh thiếu thốn hơn. Bố mẹ ông chỉ là nông dân nghèo ở một vùng quê thuộc tỉnh Hải Dương. Thật may mắn khi cha mẹ ông tuy là nông dân nhưng lại coi việc học hành của các con là quan trọng nhất nên đã tần tảo nuôi các con ăn học. Một người bạn của ông kể lại, khi Phó Thủ tướng đang học bên Bỉ thì cha mất. Trước khi mất, vì lo ảnh hưởng đến chuyện học hành của con nên cha ông đã cấm gia đình báo tin. Phó Thủ tướng chỉ biết cha mình mất khi về nước. Cũng theo người bạn này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam luôn rất tự hào về cha mẹ đã dạy ông lẽ sống, truyền cho ông tinh thần hiếu học, quyết tâm vượt lên nghèo khó. 2. Đều là du học sinh được nhà nước cử đi học tập tại nước ngoài, quay về xây dựng quê hương. Không phải ai học ở nước ngoài trở về Việt Nam cũng sẽ thành công, không phải ai đi học ở nước ngoài cũng có suy nghĩ sẽ trở về xây dựng đất nước. Thật vậy, hiện tượng chảy máu chất xám ở Việt Nam còn rất phổ biến. Nhiều người giỏi, nhà nước cho đi học, quán quân của nhiều cuộc thi trí tuệ, ngày đi cũng quyết tâm thành tài quay về với Tổ quốc, nhưng lúc tốt nghiệp lại vì nhiều lý do cá nhân mà ở lại làm việc cho các công ty nước ngoài. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và tỷ phú Phạm Nhật Vượng thì khác. Từ năm 1982 đến năm 1988, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam được nhà nước cử đi du học tại University Liberger de Bruxelles tại Vương quốc Bỉ. Khi mới trở về, ông được phân công công tác với vai trò một kỹ sư tại công ty xuất nhập khẩu và dịch vụ kỹ thuật bưu điện thuộc Tổng cục Bưu điện. Ngày ấy, những người thật sự tài năng mới được nhà nước cử đi du học. Với một nước tư bản phát triển như Bỉ, đâu thiếu cơ hội ngon lành hơn về mặt kinh tế, lương thưởng, môi trường làm việc hiện đại níu chân ông. Vậy mới thấy, nếu không có cái tâm yêu nước sâu sắc thì Phó Thủ tướng đã không từ bỏ nơi tư bản xa hoa để về làm việc cho doanh nghiệp quốc doanh. Về phần tỷ phú Phạm Nhật Vượng, năm 1987, ông thi đỗ trường Đại học Mỏ Địa Chất. Nhờ thành tích xuất sắc trong môn toán, ông được học bổng du học ở trường Đại học Thăm dò Địa chất Liên bang Nga. Năm 1993, ông Phạm Nhật Vượng tốt nghiệp cùng một số du học sinh Nga thành lập công ty Technocom, tiền thân của Vingroup. Tập đoàn này ban đầu kinh doanh lĩnh vực thức ăn đóng gói, chủ yếu là mì ăn liền với thương hiệu Mivina. Chủ tịch Phạm Nhật Vượng và Technocom thành công trên đất Ukraine đến nỗi sản phẩm của Mivina từng chiếm tới 80-85% thị phần mì ăn liền trên địa bàn, liên tục giành được các giải thưởng danh giá như chất lượng châu Âu, thương hiệu vàng, mặt hàng số 1 trong năm, bán rất chạy ở hơn 20 nước châu Âu. Năm 2005, báo Tiền Phong từng cho biết trị giá thương hiệu của Mivina là gần 70 triệu USD. Đang đà thành công như vậy, nhưng đến tháng 9 năm 2009, Chủ tịch Phạm Nhật Vượng đổi tên Technocom thành tập đoàn Vingroup, chuyển trụ sở từ Kharkov, Ukraine về Hà Nội, Việt Nam, bắt đầu hành trình trở thành niềm tự hào của người Việt. Đây là ý định ông ấp ủ từ lâu với những sự chuẩn bị dài hơi trong suốt 9 năm. Ngay từ đầu những năm 2000, ông đã đưa Technocom trở về Việt Nam đầu tư vào lĩnh vực du lịch và bất động sản với hai thương hiệu Vinpearl và Vincom. Như vậy, dù hành động khác nhau, đường đi khác nhau, nhưng cả Chủ tịch Phạm Nhật Vượng và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đều vượt qua được những cám dỗ vật chất và cuộc sống xa hoa nơi trời Âu xa xôi, một lòng hướng về Tổ quốc còn nghèo khó. Tinh thần ấy, nói thì dễ, nhưng ít ai làm được. 3. Coi trọng công tác học tập, đào tạo, khiêm tốn, nghiêm túc trong công việc. Từ trải nghiệm của bản thân, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thấu hiểu tầm quan trọng của sự học và luôn cổ vũ, tạo cơ hội cho mọi người xung quanh học tập, nâng cao trình độ. Ông thường đặt yêu cầu rất cao, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ trẻ học hỏi, trưởng thành và bản thân cũng luôn nghiêm khắc, không ngừng học hỏi. Cán bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vẫn thường nhắc lời ông khi còn làm chủ tịch. Muốn phát triển mạnh để đuổi kịp và vượt người ta thì chủ tịch xã phải có tầm chủ tịch huyện phải có tầm của chủ tịch tỉnh. Ông cũng khiêm tốn tự nhận với khả năng của mình thì làm chủ tịch một huyện có thể sẽ làm huyện đó nổi bật được, còn làm chủ tịch tỉnh thì chỉ biết cố hết sức. Sự học trong quan niệm của ông không chỉ qua trường lớp mà còn qua thực tế, qua những người xung quanh. Chủ tịch Phạm Nhật Vượng cũng có hàng loạt phát ngôn để đời về việc học cũng như sự nghiêm túc, nỗ lực trong công việc. Với việc học, ông quan niệm phải dành ra thời gian để học hàng tháng, hàng năm, cấp trên phải có thời gian đào tạo cho cấp dưới được quy hoạch rõ ràng.
với công việc ông cũng yêu cầu. Công việc cần có quy trình, có phân nhóm nhiệm vụ, có rà soát, làm gì cũng phải đam mê, nghiêm túc với công việc, học hỏi liên tục cả đối thủ. Ông không bao giờ tự mãn khi cho rằng chúng ta chưa bao giờ lên đỉnh và có lẽ sẽ không bao giờ có đỉnh. Luôn giữ tinh thần startup, không để xuất hiện suy nghĩ hưởng thụ. Ngẫm lại, các vĩ nhân xưa nay từ Bác Hồ kính yêu, lãnh tụ Lenin, từ Âu sang Á, ai cũng trọng việc học và khiêm tốn, nghiêm túc trong công việc. Đó là kim chỉ nam cho mỗi người chúng ta phấn đấu. 4. Tâm và tầm của hai vị lãnh đạo yêu nước. Vào thời điểm tỷ phú Phạm Nhật Vượng là top 500 người giàu nhất thế giới, khi được báo Thanh Niên phỏng vấn về cảm nghĩ lúc này, ông Phạm Nhật Vượng thẳng thắn: "Tôi không quan tâm đến chuyện đó, bởi mục tiêu của ông từ những ngày đầu về Việt Nam là để làm đẹp cho đời." Ông cho rằng nếu làm chỉ để tiêu, chỉ để có cái nọ, cái kia thì tôi phải dừng lâu rồi. Lỡ làm người rồi, không thể sống một cuộc đời phí hoài được. Về nhu cầu vật chất, ông chia sẻ rất giản dị: "Tôi không có nhu cầu gì nhiều, cơm ăn áo mặc, nhà cửa, xe cộ, có rồi." Ngay trong những ngày dịch bệnh khó khăn này, mọi người ca tụng tỷ phú Phạm Nhật Vượng khi tính riêng tổng số tiền quyên góp cho nhà nước dưới danh nghĩa Vingroup đã lên đến 125 tỷ đồng, chưa kể loạt hoạt động sản xuất máy thở, thiết bị y tế, hỗ trợ máy bay đưa kiều bào về nước. Nhưng ít ai để ý rằng Vingroup cũng đang chịu những ảnh hưởng nặng nề bởi dịch. Du lịch đóng băng, bất động sản, Vincom, Vinsmart, VinFast đều khó bề làm ăn bởi mọi người đều có xu hướng tích trữ tiền bạc, hạn chế đi lại, mua sắm tài sản lớn. Đừng nghĩ rằng tỷ phú đóng góp bao nhiêu chẳng được, khi toàn bộ hoạt động của chính tập đoàn đang gặp khó khăn, ủng hộ đồng bào số tiền lớn như thế chính là nhờ cái tâm với đất nước. Về Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, thật đáng ngưỡng mộ khi ông là Phó Thủ tướng trẻ nhất Việt Nam. Từ khi về nước công tác, ông thăng tiến nhanh như diều gặp gió, ở chức vị nào cũng được khen tuổi trẻ tài cao. Nhiều người xì xào thắc mắc rằng ông là con ai mà được đi du học nước ngoài, sự nghiệp công danh lại thuận lợi đến thế. Và câu trả lời nằm ở chữ tài, chữ tâm, chứ không phải một bệ đỡ nào cả. Học từ phương Tây về, thông thạo ngoại ngữ, lại biết chuyên môn, nên Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam được trọng dụng, phát huy và liên tục thăng tiến, kinh qua nhiều vị trí. Ông quan niệm trong mỗi con người, bên dưới những lo toan cuộc sống, tận nơi sâu thẳm, đều có một khát khao rất đỗi sáng trong, được cống hiến cho cộng đồng, cho quê hương, cho tổ quốc. Ông cũng từng chia sẻ rằng, mỗi người đều có giá trị của mình. Giá trị đó không đơn thuần đo đếm hay tỷ lệ với sự nổi tiếng, tài sản hay địa vị. Ông nhắn nhủ giới trẻ hãy có hoài bão và quyết tâm với hoài bão của mình. Hãy vượt khỏi những giấc mơ con để sống một cuộc sống thật ý nghĩa, đóng góp nhiều nhất cho những giá trị lớn lao. Còn về bản thân mình, ông lại giản dị đến đáng ngạc nhiên. Người quen đôi khi bắt gặp Phó Thủ tướng đi xe máy vào những ngày nghỉ. Khi còn là vụ trưởng ở văn phòng chính phủ, ông vẫn thỉnh thoảng đi làm nhân viên chạy bàn. Một doanh nhân khá thành đạt đã khoe được ông phục vụ trong một quán ăn. Cũng có thể ông đi phục vụ để rèn luyện ngoại ngữ, nhưng điều chắc chắn là ở đâu cũng thấy ông quan tâm nhất tới những người phục vụ. Gần đây, khi công cuộc chống dịch của Việt Nam bước đầu thành công và được thế giới ca ngợi, học tập, Phó Thủ tướng, người chỉ đạo chính trong công tác quan trọng này bỗng nổi lên như một người hùng vì sự tận tâm, tận tụy. Suy cho cùng, đó chính là phần thưởng xứng đáng cho cái tâm thanh cao và trong sáng của ông. Bạn nghĩ sao về hai nhân vật có tâm và có tầm này? Hãy bổ sung thêm những điểm chung đặc biệt giữa hai vị lãnh đạo này bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé! Và cũng đừng quên đăng ký kênh Độc Đáo TV, bấm chuông thông báo để đón xem những video mới nhất về những tấm gương nổi bật khác của Việt Nam nhé! Biên tập bởi Nguyễn Trang, biên tập viên Độc Đáo TV. Thiết kế website trọn gói chỉ từ 1 triệu 800 nghìn đồng, tặng hosting và tên miền miễn phí 1 năm. Thiết kế logo theo yêu cầu từ chỉ với 300 nghìn đồng. Đăng tin bán bất động sản lên 100 website nhà đất hàng đầu Việt Nam với chỉ 300.000 đồng tại các trang bấtđộngsản.com.vn, chợ tốt, muabán.net, 5giây.com, VOZ Forum. Liên hệ Zalo 0978106552, thiết kế webchuyền.com hoặc thông tin chi tiết trong phần mô tả dưới video này. Vì sao các nhà sản xuất xe hơi như VinFast, Ford hay Tesla lại có thể chuyển sang sản xuất máy thở? Theo công bố chính thức của Vingroup vào ngày 3 tháng 4 năm 2020, tập đoàn này sẽ tham gia sản xuất máy thở và máy đo thân nhiệt để cung cấp cho Bộ Y tế. Trong tháng tới, Vingroup dự kiến sẽ bắt đầu xuất xưởng các mẫu máy thở đầu tiên để chuyển tới Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và cấp chứng nhận chất lượng trước khi đưa vào sử dụng tại các cơ sở y tế trên toàn quốc. Vingroup không phải là tập đoàn sản xuất xe hơi đầu tiên tham gia hỗ trợ sản xuất máy thở để hỗ trợ các nỗ lực đẩy lùi đại dịch COVID-19. Trên khắp thế giới, các thương hiệu xe hơi nổi tiếng như Ford, GM, Tesla, Ferrari, Mercedes-Benz, McLaren, Fiat Chrysler đều đang tham gia hỗ trợ các chính phủ, các công ty thiết bị y tế sản xuất loại máy móc thiết yếu này.
Vậy thì đâu là yếu tố thôi thúc các nhà sản xuất xe hơi nhanh chóng chuyển sang sản xuất máy thở?